có một bí quyết rất là đơn giản, đó là sự cho đi. Đây là công việc của mình mà, mình cho đi, mình đâu có thiệt thòi gì đâu các bạn. Mình cho đi gì? Mình cho đi kiến thức, những kinh nghiệm của mình trong nhiều năm mình đi làm, những trải nghiệm của mình trong việc tư vấn và tiếp xúc với khách hàng và giúp cho khách hàng tìm đến được những bất động sản phù hợp nhất. Vậy thì cho đi, bạn đâu có thiệt thòi gì đâu. Vậy thì ngay lần gặp khách hàng đầu tiên, bạn hãy cho đi những kiến thức, những kinh nghiệm của mình, để sao để khách hàng nhận thấy được cái khả năng của bạn có thể giúp cho khách hàng tìm thấy được những bất động sản phù hợp nhất. Đó chính là cách bạn cho đi. Vậy thì câu hỏi là làm sao để có tập thể lọc khách hàng? Rất là nhiều bạn agent khi mà đến hỏi JC là em có rất là nhiều khách hàng mà em không biết được đây có phải thực sự là khách hàng tiềm năng hay không, mà em chăm hoài chăm 6 tháng nay rồi mà em chưa chốt được. Vậy thì JC chỉ cho các bạn một bí quyết nhé. Đơn giản lắm các bạn, nếu mà mình agent mình còn đang ít tiền mà, đúng không, mình mời khách hàng cà phê. Tuy nhiên trong cái buổi gặp này thì các bạn hãy cho đi những cái kiến thức, những cái kỹ năng của mình, các bạn tư vấn cho khách hàng bằng sự thật tâm, bằng những cái trải nghiệm của mình trong nhiều năm đi làm, để sao, để khách hàng thấy được rằng bạn có cái khả năng mà tư vấn và đem đến cho khách hàng những cái kiến thức và những cái thông tin mà khách hàng mong muốn nhận được. Nếu đây là một khách hàng thực sự tiềm năng, họ còn mong muốn gặp lại bạn lần thứ hai, lần thứ ba kìa, họ sẽ chắc chắn là trả tiền cà phê cho bạn. Và bởi vì những kiến thức và những kinh nghiệm bạn mang lại cho họ là cực kỳ hữu ích. Tuy nhiên sẽ có những người còn lại sao? Họ chỉ mong chờ bạn dẫn họ đi ăn, đi cà phê, thậm chí họ nhờ bạn dẫn đi xem nhà 5 lần 7 lượt lận á, nhưng chưa bao giờ đến được điểm chốt deal. Bởi vì cái mà họ cần đó là những cái bữa ăn, bữa cà phê miễn phí mà. Thì những khách hàng như vậy có thực sự tiềm năng không? Thì đây chỉ là một cái bí quyết đơn giản nhất và là nhỏ, rất là nhỏ, để giúp cho các bạn có thể lọc được những người khách hàng của mình. Và cái bí quyết này nó cũng rất là dễ để cho các bạn áp dụng với những mối quan hệ khác, không phải chỉ khách hàng riêng đâu, mà còn bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là người yêu nữa kìa. Và cái bí quyết này á, nó không những giúp lọc khách hàng mà nó còn giúp cho bản thân chúng ta nhìn lại bản thân mình, xem thử những sự tư vấn của mình, những kiến thức và kinh nghiệm của mình đã thực sự đủ và giúp ích được cho khách hàng của mình hay chưa. Và cái bí quyết này thì thực sự cũng rất là đúng cho việc mà bạn có thể lọc những cái mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là người yêu nữa kia. Nếu như mà bạn cho đi đủ nhiều, họ càng phải trân trọng bạn hơn, họ càng phải nỗ lực hơn để ở lại bên cạnh mình. Và đó là cái cách đó mà để giúp chúng ta duy trì những cái mối quan hệ và lọc lại mối quan hệ. Còn nếu như một người nào đó không xứng đáng thì sao? Next, yêu người khác, đúng không?